Trời ơi, Su ơi, ba quân kìa, có em kìa. Cay quá, cay quá. Vậy là cố cắm lắm lên. Để ăn còn một miếng là xong rồi. Cố lên, cay quá. Mới hết cay thì giờ cay lại nữa chứ. Cay chảy nước mắt luôn này. Cay như bà ngon. Bốn giây rồi. Mình cần từng ngày rồi các bạn. Cố lên, cay quá. Người cố lên thôi ơi. Rồi 5 phút 2 giây rồi các bạn ơi. Tí là người chiến thắng. Yeah. Đảm bảo chân là bà Suka sẽ là người thua cuộc. Nhiều nhiều, Su mới nói tí là người hèn mà. Sao giờ Su là hèn lại?